Hai xin chào tất cả mấy anh em nha, mấy anh em chúc mấy anh em kiếm tiền đều bộ nha mấy anh em. Mấy anh em có xem kênh mình thì ưng tình mình á thì đăng ký kênh mình giùm nha mấy anh em. Hai anh em chạy dọc đường thấy bán mấy con cò nè, ghé vô mua mớ cò về coi hồi làm món gì làm nha mấy anh em. Hả? Có gì á? Hả không cần. Đây cò lửa. Em bán sao em trai? Hết chùm này là 120 nè mấy anh em ơi, cò lửa 24 con. Thấy cũng rẻ, mình ghé mình mua luôn mấy anh em ơi, mua vài con về làm món nhậu đồ chơi mấy anh em ơi. Mấy bạn ở trong thì chắc nó cũng mua mồi rồi mà mình không biết mua cái gì, nhưng mà mình thấy mấy con cò ngon quá mình mua luôn. Rồi mình mua 120 phải không em? Nè nè, em lấy giùm anh nè. Kêu. Rồi, thôi đỡ giùm anh nha. Rồi, chút đem về làm mình quay tiếp mấy anh em ơi. Ở đây có mấy con ấy nữa nè. Nhát nè. Ngon quá. Cũng rẻ mà tại mình hơi yếu pin mấy anh em ơi. Mấy anh em ơi, rồi mình mua thêm 5 con nữa mấy anh em ơi. Đem mấy con kia xuống đây rồi để quay cái ông ơi. Mấy 5 con. À, 1, 2, 4, 6, 8, 108. 108 với nãy 120 là 300. Lấy còi hết, còi về bị đi giao thôi. Đây mình mua chùm này gấp nãy 120 nè mấy anh em ơi. Rồi bây giờ mua thêm chùm này 5 con nữa 108. Là 300. 300 mình nhiêu đi cũng nhậu xỉn rồi nghe mấy anh em ơi. Về coi xào mớp hay nướng hay là gì ngon bà hai. Này mình làm gì ngon cô? Làm gì cũng ngon hết trơn. Món gì cũng ngon hết trơn ta. Rồi để đó con đi. Con cô cầm tiền đi, cô cầm tiền. Khổ. Chụp tấm hình làm hình nền luôn. Ăn cái tấm đi. Quay hàng. Khoan, con chụp cái tấm cái này cô để vô luôn. Chụp ké. Rồi ok. Hồi về làm mình sẽ quay thêm nha mấy anh em. Rồi mấy anh em ơi, mới đi mua đem về tới nhà rồi, có bắt nước sôi nãy giờ nè. Có hai bà chị với bà em. Đang mấy con này mà nó chết lâu rồi ăn nó không ngon thôi. Càng là nó còn sống. Còn sống. Cái này nó còn sống. Con nào lấy mập cái xương mập. Nhổ như nhổ gà chứ. Nhổ nước sôi cho cái này. Cái ai nhổ khô gan khô khóc còn nhổ. Nhổ lông sống ai nhổ mà vua. Tôi thấy mấy mà nhổ lông sống nó lâu hơn phải không? Ừ, lông sống nó lâu hơn, nó khô. Con này em chế nước vô nó mềm như nhổ lông gà, lông vịt vậy đó. Cái này hồi không biết chế biến gì đây, không biết đây. Nướng hay là... Nướng thì nó khô gan hà, có môn khìa. Khìa thì nó ngon hơn, khìa có miệng ngon. Nhưng mà khìa thì nó... coi để họ coi mình chế biến món gì mình quay cho mấy anh em xem nha mấy anh em. Mình cũng giờ chưa biết món gì nữa. Rồi mấy anh em ơi, nãy giờ hai chị em làm sắp xong rồi nè mấy anh em ơi. Bây giờ mình đây con đổ quét luôn. Đã quá. Cái này cò lửa nha mấy anh em. Con này gì con nhát hả?
con này mỏ nhát, con này thì còi lửa. Đây, nãy giờ đầu bếp đang làm nè. Mới bay đầu bay nữa. Rồi bây giờ vô mình sửa sạn tỏi với củ hành đồ mình guti cho nó đã mấy anh em ơi. Rồi mấy anh em ơi, mình đập tỏi với bầm tỏi để ốp vô trong mấy con còi với mấy con nhát nha mấy anh em. Tỏi với củ hành. Cắt còi ra để mình nướng nha mấy anh em. Rồi em xuống cắt đây. Đúng là ốp ta đỡ nguyên con kèm, nhưng mà mình này mình cắt ra để cho nó thấm đều với nó giòn xương nha mấy anh em. Mình khè cho nó giòn xương để mình ăn luôn cái xương luôn. Guti với lộn. Quay thẳng vô cái kéo. Quay thẳng vô cái kéo. Có trứng, có còn có trứng. Rồi, rồi mấy anh em ơi, giờ mình ốp thịt thôi mấy anh em ơi. Nãy giờ mình cắt ra xong rồi nè. Mình ốp với cái nước ốp thịt nướng nè mấy anh em ơi. Mua bọc này 10.000 à. Rồi mình đầu mình ốp luôn nha. Hết bọc luôn đi. Ngâm rồi tới tiêu nha mấy anh em. Một cuốn tiêu, hai muỗng đường, một muỗng, hai muỗng, ba muỗng, bốn muỗng. Rồi bột ngọt nha mấy anh em. Muỗng bột ngọt thôi. Nước tương nha, tương tam thái tử. Một chút ít nước tương nha mấy anh em. Một chút xíu nước mắm luôn. Chút xíu mắm nữa đi. Để cho nó là mắm mặn ha. Rồi trộn lên sơ sơ lên cái rồi giờ. Ê, mình quên cái tỏi đó mấy anh em ơi. Cho miếng tỏi vô. Tỏi với củ hành tím. Đây mình sạch nghe, mới bốc đồ hồi tối. Bữa nay làm trộn ăn luôn. Tay sạch. Nói gì chứ mình chưa có vợ, mình chưa bóc, không bóc đâu mấy bạn ơi. Rồi, để cho nó thấm khoảng, nó tan ra xong thấm khoảng nửa tiếng. Rồi đem lên mình ruti thôi. Rồi, mấy anh em ơi, giờ mình khử mỡ tỏi, mình khử cò với con nhát nha. Cái lò, ngồi xuống, cái lò củi nha mấy anh em, lò củi có ống khói nha. Kêu. Rồi giờ bỏ tỏi vô thôi mấy anh em ơi. Tắt rồi. Tắt rồi. Tắt rồi. Trời ơi. Anh em ơi, trong khi chờ đợi mà guti ấy mà guti mà cái cò với con nhát á. Bây giờ mình đi bẻ rau nha, không ai đồng có gì mình bẻ cái nấy nha mấy anh em. Đây, quay dạo khúc cảnh động nha. Đây cái này cái gì quên mất tiêu rồi. Bẻ mấy cọng rau vô mấy anh em ơi. Tự nhiên mình quên rau này rau gì nữa. Rau gì quên là trời. Bẻ mớ rau vô.
Rau găm, trời ơi, rau găm mà mình quên hoài. Rồi qua bên đó bẻ thêm mớ rau ấy nữa. Quế, cây quế nè, bẻ mớ rau quế nữa mấy anh em ơi. Thấy cái đám rau găm, thấy đám rau găm đẹp quá, mình quay cho mấy anh em xem coi. Ôi ôi, vụ rau găm trồng sao sàn nước nó lên quá tốt rồi. À, mấy anh em ơi, nãy giờ mình khìa nãy giờ cũng lâu rồi, mình mới đổ nước dừa vô nè. Nãy mình đi hái rau đổ nước dừa vô luôn, khúc đó không kịp quay mấy anh em ơi. Mới đổ nước dừa vô, mấy trái dừa chặt cấp nãy đó, còn nằm đó mấy anh em ơi. Cái này nước mình gu ti nước dừa mới ngon nha mấy anh em. Chụm lửa vậy mà không khô sao được. Tôi mới đổ nước dừa, tôi đổ nước vô đâu mà, tuổi vậy đó, chứ nãy có tuổi đâu. Cái này là không có đổ được, hay mình cũng làm thôi, nó không có bài bản, không có đạo đổ đẩy gì được chứ. Cái này cho nước dừa nó sắc xuống cái là mình sắc khô xuống luôn nha mấy anh em. Kẹo lại như là khìa chứ đó, chứ nó kẹo hơn khìa một chút là gu ti. Còn khìa thì còn nước thôi nha mấy anh em. Khìa thì phải có màu, có hột ca ghi đồ nó mới lên màu nha mấy anh em. Hột ca ghi mình lấy với mỡ nó mới lên màu. Cái này mình gu ti, mình không có để hột ca ghi gì hết. Rồi mấy anh em ơi, nãy giờ mình xào ba cái cò với cò lửa với con nhát xong rồi nè mấy anh em ơi. Nó sắc xuống rồi nè, nhìn ấp phê ghê không, sắc sắc lại. Trời ơi, cái này có bánh mì nữa ha, với ít rượu nữa ha. Trời ơi, có gì chịu nổi không. Rồi tôi cứ dễ xuống nước vô luôn mấy anh em ơi. Xe về hả? Ai? Ừ thì đợi về luôn. Rồi đó. Rồi rồi đợi nó dẫn tiếng hổ gì. Rồi rồi rồi. Quay rồi rồi. Rồi. Ủa mày chạy về luôn hả? Mày chạy bây giờ mai có gì đây? Rồi rồi rồi. Rồi vậy đây. Vậy mai đây. Bữa nay bây giờ này mới đây rồi sao tính? Mấy anh em mới đi làm việc về, mình đang chở mấy anh em về đừng nhậu mấy anh em ơi. Bạn mình thì nó chạy xe về chở ông ship nó đi rồi mới chạy về. Rồi bây giờ mình vô mình nhậu thôi. Mới dọn xuống nè. Bị chân nhậu rồi. Con cua trắng đâu rồi, là cua nào đâu rồi? Đây nguyên cái chuồng cua nha. Đây là anh Tài. Ủa tưởng Đại cháu Tài mình. Cháu Tài cháu đang nghe mình. Mấy con cua trắng nó hết rồi. Đây cua nè. Rồi dạo sơn vòng vậy thôi mấy anh em ơi. Bây giờ mình xuống cái món chánh đây. Món nãy giờ mình làm cũng nhiều lâu lắm rồi nha. Đợi mấy anh em về. Đó à, cò lửa gu ti với con mỏ nhát nha mấy anh em. Rồi để chút xíu nữa mình ăn nhậu mình quay cho mấy ăn mấy anh em ơi. Vâng các bạn ơi, bữa nay anh em chúng tôi trên đồng quê nhậu với mọi này đặng tương công tác về. Mai các bạn nhậu với chúng tôi một cái uống khỏe mình cái nha. Vô cái. Rồi đi. Rồi. Đây là mình hai anh em luôn nha. Bạn mình thì mới đi làm về. Rồi dứt con miếng gì? Cò. Cò với cà cút. Đáp. Thì ế gu ti. Cò chiên thử đi. Cò chiên nha bạn. Ăn ra. Cò chiên đó, cò chiên gì đó. Ngay hương luôn. Mời mấy anh em ly rượu nha. Ăn mà nhai thương mới ngon quá. Nhai thương luôn. Không cái này ngon, nó ngon dở nó dở nha Tài.
ngon ạ. Ngon à. Ít ăn nhà bánh nút các bạn ơi. Bánh nút. Xuống xuống cần. Ở bên đây thì có một dĩa phèo luộc với vịt luộc nữa mấy anh em ơi. À, mới luộc lúc nãy đó. Rồi mình không có quay. Thấy người tài nó ăn ngon quá mình cũng bắt chước theo con cục coi. Mình chơi bằng tay luôn đi. Cốc mẹ đi chấm miếng muối tiêu vô coi. Trời ơi trời. Bỏ cả ra nha. Chen vô mấy triệu. Được mấy em ơi. Xe đi chút đi ngoài có mày tàn hình mày với tao. Mấy anh em làm theo cách của mình làm cắm nãy ăn ngon. Được ngon thiệt. Mình thấy ngon đó mà mấy anh em làm ăn thử rồi có ngon hay không? Ngon lắm bạn ơi. Giáp chậm chưa? Phải, vô mời anh em đi. Vô anh em ơi. Rồi. Dân đập cầm quay ăn này quay bóc đi quay. Bóc đi, giết đi. Giờ 3 cây. Ừ, chấm. Rồi. Bóc mới được. Rồi. Rồi. Sao bồ? Mình quá làm, ngon mình làm có ok không ngon quá rồi làm mấy vụn nữa bạn ơi cái này ngon quá ông thứ mấy ở đây chú ba chú ba ông ăn mạnh mạnh vô coi coi con làm ơi ngon không có lý lắm có lý lắm hả đỡ đỡ thôi đây ở đây là bạn tài mình còn đây chú ba ở đây là quảnh đây là Khang. Đây rồi. Thắng cháu của cháu. Đẹp trai à. Chưa có vợ nha. Chưa có vợ vợ chuẩn. Đây Thắng này cháu của ông Tài, đây là bạn mình. Còn người đang nói chuyện là mình nghe mấy anh em. Cậu thiệt chứ. Ừ. Cái này là đúng chấm dưa chanh là thể ha. Hướng cho ớt này Tài ơi. Đó có này Út. Tư làm cục nó nha bù. Quá ngon rồi. Cái nữa nha. Đi ngủ tay nhanh nhanh coi. Coi. Ít ăn nhà mảnh bút các bạn ơi. Nửa ly là với miếng mồi bị lớn. Nửa ly miếng mồi bị lớn. À. Dứt. Ủa bà đi. Tự anh cái mà ngừng nhai cái nó gần ừ đánh kỳ cục vậy đó khó đánh quá nè khó đánh quá hả khó đánh quá nhưng gần nó gần làm biết rồi làm đi làm mạnh mạnh vô chấm miếng muối tiêu chanh vô làm hết sảy sao phê không thôi phê nha Đó, anh em mình đi. Rồi uống với ông chú một cái nha mấy anh em ơi chú ba mời mấy anh em nha vô chú béo nghe nữa nha các mấy anh em à đã quá ngon ngon cũng ngon vẫn ngon chú ơi cái viên này nha ông này ông ăn ống nín thinh nè trời ăn nãy cũng ngon cũng nín nín để ăn nhiều hả gì nè ăn nhiều nhiều vô quá ngon ăn ấy nào không ăn trời dứt đi gấp nó tự nhiên đi con không có gì hết trơn á mấy anh em không ạ nè ăn dứt hết cái rồi đi thắng dứt mình mạnh đi thắng vô con gái của em chờ ly rượu mới được chờ ly rượu mới được chờ mới được chứ tôi ăn mạnh lắm quay không chờ ăn nào chứ làm miếng ngụt nữa coi trời ơi thắng nó làm ngọt quá ngọt gót cục kiểu mới luôn nha anh em đâu gót cục kiểu nào đâu đó ở về mấy anh em già gì không đó thứ gì chưa nói rồi rồi thì sao nhậu quá chỉnh hay gì rồi đây đi đâu mà chỉnh nhậu mất đổi ngầu mà mất đỡ ngầu luôn. Ai thì hả? Thì có làm cho hết cục ơi ông Tài này ông bữa nay vô đây. Vô đi. Ăn đi. Không có ngày nay luôn. Ăn trước đi vô sau. Thôi vừa rụng một miếng nữa là mới đã phải không? Cục ngồi mới được có rượu vô cái cây. Có rượu mấy em phải không? Vô cái anh ba đó rồi. Trời ơi. Vô các bạn ơi. Các bạn vô cái nha. Vừa ăn một cái coi nha. Ừ. Cái ơi. Không có xương
gần gần mấy ông này cứng quá, gần mình mới bị nhức gần hôm qua, mới uống thuốc nhai không nổi mấy anh em ơi. Rồi cái miệng tại nó ăn ngon một cái vừa gì, cộng thêm hàm gâu nữa chết luôn. Chán á. Sao sao cắn vô cái miếng xương nó đã, nó gột 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 này lóc gấp 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 đụng nó ngay vậy mới ngon. Chừng nào bằng tay gước mình nó hay là sao, sao tôi phái cái chỗ gót gụ này quá ta, quay cái chỗ gót gụ này gót gụ kinh nghiệm luôn mấy anh em ơi. Rồi tới mình, tới dòng mình nha mấy anh em. À, mời mấy anh em ly nha. Trời ơi à, uống với nghe mình đi. Rồi rồi chứt mấy cái đồ đi em trai, ăn rồi ngủ ấy để nó ngại ngại nó không chịu ăn gì hết. Gì vậy à, có thì quý quốc có thì cái gì chứt à. Đây mình chơi cái đầu này bóc tay luôn mấy anh em ơi, khi bỏ máy ở nhà đâu đạt đó. Trời ơi cái này có răng cắn nó gụm gụm luôn tài tài chứ ăn không hả dám gụm. Thôi mời mấy anh em nha. Thôi uống ăn uống. Cả nhà làm xong rồi ngon quá. Tôi nói mua tôi hai lon bia, mua hai lon bia nghe mới được. Tôi mua bà hai lon bia. Bà kia hai lon bia. Kêu mấy đứa nhỏ ra ngồi ăn chơi. Anh Tư mày điện về, anh Tư mày về, anh Tư mày lên xe về rồi. Cái nói thôi đi, ông Phước ơi, ông để nó đi, để mấy người này đi nhậu đi, để mấy đứa nhỏ Phước cái hạt chân nó tan còn miếng màu kìa. Vô bà ơi, Hải nói sao biết không? Hải nói, Phước dễ gì giờ ở đây, trời ơi, muốn ở đây luôn. Chứ là em làm rồi hạ vô đấy. Mình mời mấy anh em đi nữa nha. Cô Năm ơi! Vợ năng ở không chưa, chỗ này công chuyện chút quay. Nãy con lội lại đó không thấy ông quay. Công chuyện hả, chuyện gì? Đây là tôi có đồng chí tưởng chú đó nha. Uống vô một cái, về miếng nước đá vô luôn mấy anh em ơi. Rồi dứt cái này lên này, dứt cái đầu đã béo lắm tài. Tại nào mới uống này gụ làm cái này là cái bột hả cho anh quay. Đã, sướng. Ngon. Miền đường miền giấy hả chú Phước? Ủa nè. Đụng hàng chi đụng mà con nó bay nó đập quay nó không quay. Trời ơi, thấy thằng bạn nó vô chưa tới giờ rồi đi bàn cháu mình đi. Rồi Dũng ơi, vô nhậu chơi Dũng ơi. Tôi có thằng lính đội trưởng nha. Anh mới nhìn đâu chút xíu cái làm này. Dạ. Đội trưởng hả? Làm em của thằng Răng á. Trời chân em, trời. Cái đó nhai luôn cái đầu nó béo một cái. Bà mẹ con cái đâu đây hoài đập hoài nó cứ mỏ mà nó không bay không. Cái vụ gì trời. Vô cái. Vô cái vậy Nam ơi. Gấp mồi với ổng coi. Gấp cái đùi cho ổng tại. Làm cái đùi như Nam ơi. Thật đó ngoài chưa đụng mấy thương. Trời đụng cái đó mày. Trời ơi. Đây là ship trưởng nha. Ship trưởng. Ship trưởng. Vô bán hai ơi. Thông cảm giùm nha, ổng còn mấy cái găng ổng chấm qua đi, nếu mình kia néo qua né lại nó đừng nha, mà anh em mình đừng có thông cảm giùm nha, thầy đội trưởng mình nè. Thầy đội trưởng á. Trời ơi, dứt hết mình cái nha. Mấy ông kêu uống gấp quá, nếu mà nữa, tôi xin chào tất cả bạn toàn uống một ly nha. Dạ, không sao. Con chưa mở. Rồi, hai anh em mình đi. Mình nhậu mà, chạy gì? Đây mình uống cái nữa mấy anh em ơi. Rồi các bạn giải tán đây luôn. Bằng chân luôn. Đâu rồi mày đi. À có không? Tôi được không trời. Nghĩ ra gì nó nghĩ. Rồi tao lo đi hút rồi, đi hút mất tiêu rồi. Hả? Làm đỡ tao quên. Rồi thử con này. Rồi mình dứt thêm thấy cái đầu làm được quá mình kiếm cái đầu nữa anh em ơi. Cái đầu sao nó béo quá. Chưa. Được. Đây.
tới dòng cái đầu đây. Ăn đi. Chấm vô miếng muối tiêu ha. Cái nữa. Còn hết. Đây mấy anh em ơi. Mời mấy anh em nha. Lộn. Mà vừa muốn một miếng cái đầu này nha Phước. Cái găm luôn cái nữa. Gì? Cái đầu này nè. Ăn đi. Mày đi. Vô nè. Rồi ok. Không tâm dính ông này ông ngầm ngầm nãy giờ ông ăn dữ lắm rồi. Có ăn nhầm anh nút thôi. Có ăn nhầm anh nút không? Có gần ăn ba cương nhai chứ. Nhai đã. Nấu ăn lại coi chơi. Uống lẹ lẹ trời. Tới cái ly cái cầm mà. Tao lừa đâu trời. Giết luôn có trời. Ông trời. Đi có làm gì tới đây không?